Nghệ An, đất địa linh nhân kiệt, đã sản sinh biết bao người tài giỏi. Thời đại nào cũng có người đỗ đạt cao, đem sức ra giúp dân, giúp nước. Chuyện đỗ đạt và khoa bảng gắn với chuyện học. Truyền thống hiếu học ấy muôn đời nơi đây nức tiếng. Hoan châu văn khí thiên niên trụ, học đạo chính tâm vạn cổ truyền. Khó để kể ra hết những vùng đất, những địa danh với truyền thống học ở Nghệ An. Nhưng nổi lên trên tất cả vẫn là làng Quỳnh Đôi, làng hiếu học, làng khoa bảng xưa và nay, đã đóng góp biết bao người tài cho quê hương đất nước. Nằm phía bắc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Quỳnh Đôi xưa là một vùng cây hoang cỏ dại gần biển Cửa Quèn, một trong ba cửa biển của Quỳnh Lưu. Năm thứ hai Sương Phù, tức năm 1378, có ba ông tổ họ Hồ, họ Nguyễn, họ Hoàng đến nơi đây khai phá và lập ra trang Thổ Đôi. Tính từ ấy đến nay, Quỳnh Đôi đã có trên 600 năm tuổi. Người đời truyền tụng rằng, theo thuyết phong thủy, Quỳnh Đôi được đất địa linh nhân kiệt bởi làng có lèn mục, lèn tàn, trầu ở trước và sau. Hai phía đông tây là hai hòn lèn hình cái bảng trầu về. Xế đông nam là hai cột đá nhô lên như hai quản bút và một vũng đá giống cái nghiên mực gọi là hòn bút, hòn nghiên. Truyền thuyết đúng sai chưa rõ, nhưng đã bao đời nay, chuyện học hành đỗ đạt của con dân nơi đây đã được khắc ghi. Làng Quỳnh Đôi thuật đầu là chỉ gồm ba cái gò, gò đất, là gò dứa, gò ngọc và gò tài. Ba cái gò đấy nổi lên giữa cả một cái vùng mênh mông sóng nước thế. Rồi đến giữa thế kỷ thứ 14 ấy, là còn ông Hồ Khá đưa những người khác, cả ông Hồ Nguyên, Hồ Hoàng đến cùng khai cơ lên. Thuật đầu gọi là Thổ Đôi. Thổ Đôi là gò đất ấy. Năm 1375 đặt là Thổ Đôi Trang, rồi đến lúc năm 1528 thời nhà Mạc ấy, thì khi ấy bị đổi là Thổ Quỳnh Đôi thôn, tức là cái gò đất mà Ngọc Quỳnh, gò Ngọc Quỳnh là thế. Thì làng này là trước kia là ruộng đất ít, đất ít mà lại xấu, cho nên sinh sống về cái nghề nông nó không đủ sống, cho nên phải tìm ra một cái nghề, mở ra cái nghề đặc biệt nên không ai là nghề đi học. Để rồi mà nếu mà đồ đạt được khá, đồ được tư cử nhân trở lên thì đi ra làm quan, mà nếu mà đồ tu tài mà hoặc là học giỏi mà thiếu đồ thì đi làm thầy đồ. Đền thần là ngôi đền gắn với làng Quỳnh từ xưa đến nay. Những hiện vật và kiến trúc cổ nơi đây cho thấy một chiều dài lịch sử của ngôi đền gần 500 tuổi. Nguyên xưa vào một đêm mưa to sấm lớn, bỗng có sét đánh vào một cây to trước đền. Người làng trông thấy một đường lửa sáng dài như tấm lụa đỏ bay quần quận vào ngọn cây ấy mãi không thôi. Về sau, cầu đảo thấy linh ứng, người làng mới rước ngài về đền. Đền thần ngoài việc thờ Mộc Lôi linh ứng thiên thần, còn phối tế thờ ba ông tổ khai cơ Hồ, Nguyễn và Hoàng, những thiên thần và phúc thần đã có công bảo quốc hộ dân. Tự tại anh linh lưu danh hiển, đương kim vượng khí xuất nhân tài.
Cũng bởi vượng khí xuất nhân tài nên Quỳnh Đôi trở thành một trong những làng khoa bảng nổi tiếng nhất cả nước, là niềm tự hào của mảnh đất Nghệ An xưa và nay. Đây là quê hương, là nơi phát xuất nhiều nhân tài, nhiều danh nhân của đất nước mà ngày nay nhắc đến tên tuổi mọi người đều biết đến. Đó là Hồ Quý Ly, là Quang Trung Nguyễn Huệ, những vị vua, những người anh hùng với những sự nghiệp anh hùng. Đó là nữ sĩ Hồ Xuân Hương, bà chúa thơ nôm trong nền văn học Việt Nam. Một cá tính độc đáo, một bản lĩnh khác thường, với câu chuyện cải trang, giả dạng làm trai để được đi thi, còn lưu truyền rộng rãi trong dân gian cho đến ngày nay. Thời phong kiến, Quỳnh Đôi có hơn 500 sinh đồ, tức tú tài, hơn 200 hương cống, tức cử nhân, với gần 1.000 lượt người đỗ hơn 100 khoa thi hương, trong đó có đến 13 giải nguyên. Đỗ đại khoa có 4 phó bảng, làng cũng có 6 tiến sĩ, 2 hoàng giáp, 1 thám hoa và 1 bảng nhãn. Những cái tên như Hồ Sĩ Dương, Hồ Phi Tích, Phan Hữu Tính, Dương Thúc Hạp, Văn Đức Giai, Hồ Bá Ôn và nhiều người đỗ đạt thành danh khác luôn được người đời nhắc đến. Thời Pháp thuộc, rồi sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, Quỳnh Đôi vẫn là làng học với nhiều người đỗ đạt thành danh. Ước tính từ sau năm 1945 đến nay, ở làng Quỳnh Đôi có trên 1.000 người tốt nghiệp đại học, 23 thạc sĩ, 33 tiến sĩ và nhiều giáo sư, phó giáo sư, viện sĩ quốc tế. Nơi đây cũng sản sinh ra không ít nhà văn, nhà thơ, các nhà nghiên cứu, nhà sử học, các họa sĩ nổi tiếng. Những cái tên như Hồ Sĩ Giao, Hoàng Văn Lân, Dương Như Xuyên, Văn Như Cương, Phan Cự Nhân, Phan Cự Đệ, Phan Cự Tiến, Nguyễn Xuân Dũng, Phan Tam Đồng, Hồ Đức Việt, Hoàng Trung Thông, Lam Giang, Hồ Phi Phục, Dương Quân, Sĩ Giang, Hồ Văn Khuê, Hồ Anh Thái, Hồ Anh Tuấn, Hoàng Thanh Đạm và nhiều nhiều người khác đã làm rạng rỡ thêm cho truyền thống học hành khoa bảng của Quỳnh Đôi. Là đất học, là làng cổ, giàu truyền thống văn hóa, nhưng đồng thời Quỳnh Đôi còn là mảnh đất cách mạng với những người con anh hùng. Năm 1997, nhà nước đã phong tặng xã Quỳnh Đôi danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Quỳnh Đôi nay là một trong số ít làng trong cả nước có thiết chế nhất làng nhất xã. Xã chỉ có một làng và tên làng cũng chính là tên xã. Trong lịch triều hiến chương loại trí, nhà sử học Phan Huy Chú từng viết về Nghệ An, về làng Quỳnh rằng nơi đây phong tục trọng hậu, cảnh tượng tươi sáng, gọi là đất có danh tiếng hơn cả ở Nam Châu. Người thì thuận hòa mà chăm học, được khí tốt của sông núi nên sinh ra nhiều bậc danh hiền. Mỗi họ tộc ở đây từ trước đến nay đều có những người để cháu con tự hào và phấn đấu noi gương trong học hành khoa cử. Từ họ Hoàng, họ Nguyễn, họ Hồ, ba dòng họ lớn đã khai cơ lập làng cho đến những dòng họ khác. Tất cả 42 dòng họ ở Quỳnh Đôi, việc học xưa nay luôn được đặt làm trọng. Họ Hồ đại tộc ở Quỳnh Đôi không chỉ là nơi phát tích của dòng họ Hồ ở Việt Nam mà còn là một trong những dòng họ nở rộ về khoa bảng. Trong phạm vi cả nước, thời phong kiến, họ Hồ có rất nhiều người đỗ đạt.
Riêng huyện Quỳnh Lưu có 14 tiến sĩ thì làng Quỳnh Đôi đã có 12 người, và trong đó họ Hồ nơi đây đã chiếm đến 7 người. Nhiều gia đình cả ba thế hệ cùng đỗ đạt trong một khoa thi. Thế nên mới có câu rằng: sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa. Ông đậu, con đậu, cháu đậu, đậu cả nhà. Cái vấn đề học tập thì được Hồ rất là chú ý. Thời xưa, thời kỳ cụ Hồ Quý Lý là cụ đã có nhiều cái chính sách rất nổi tiếng, trong đó cái chính sách là vấn đề là cải cách giáo dục khuyến học. Thì trải mấy trăm năm vừa rồi ở đấy là luôn luôn khi nào là trong cái tộc ước là của họ cũng như là hương ước của làng đều có về vấn đề đó, là nói về vấn đề việc học. Thời xưa Quỳnh Đôi có một cái truyền thống nữa là coi như là trọng khoán trọng hoàn, tức là cái ông mà độ cao là vẫn ngồi trên cái ông làm quan, ngồi ra đình ấy, ra ngoài đình làng đình xóm là ngồi trên, người ta trọng vòng cái ông ấy. Cho nên do cái đắm mình trong cái dòng chảy lịch sử nó về là truyền thống học tập đó của họ tộc và của làng xã, cho nên con cháu hiện bây giờ thì xã chúng tôi, họ chúng tôi là đều đồ đạt nó ở trong cái tốp đầu của huyện, của tỉnh. Nhà thờ họ Dương là một công trình kiến trúc cổ, nơi tôn thờ và tưởng nhớ công đức của các ngài thủy tổ dòng họ. Tuy nhiên, trong số những nhân vật đang được thờ ở nơi đây, có một người rất đặc biệt, đó là cụ giám sinh Dương Văn Khai, người thầy dạy học đầu tiên đã có công gây dựng nền văn hóa ở xã Quỳnh Đôi. Cụ giám sinh Dương Văn Khai, tự là Ngộ Chân, xuất thân trong một gia đình hàn nho khoa bảng. Lúc còn trẻ, ông nổi tiếng học giỏi, được mời về dạy học cho con cháu trong thổ Đôi Trang. Bởi thế, ông không chỉ được biết đến với vai trò là người đặt nền móng cho họ Dương ở xã Quỳnh Đôi vào khoảng năm 1420, mà còn là người đặt nền móng cho truyền thống dạy và học của làng Quỳnh ngày nay. Làng quê nơi đây tuy không lớn nhưng dẫn đầu Nghệ An về mặt số lượng di tích, với 7 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 2 di tích cấp tỉnh. Tấm bia đá bốn mặt cổ xưa và quý giá này ghi rằng: trích ruộng khuyến học cho Quỳnh Đôi là 11 mẫu, quê ngoại là 10 mẫu. Cụ cưới chợ nội chợ ngoại, cụ bỏ tiền ra mua ruộng, đắp đường và có 2 cống đá lớn chở từ Đông Sơn về để cho dân làng đi lại thuận lợi. Đó là tấm bia ghi về Quỳnh quận công Hồ Phi Tích, người con của làng Quỳnh đã bỏ tiền đắp con đường chính đi qua 2 làng từ Hoàn Hậu đến Quỳnh Yên, đem huệ điền cúng Quỳnh Đôi 11 mẫu và Hoàn Hậu 10 mẫu để làm học điền. Đỗ Hoàng Giáp làm quan to đến tước Quỳnh quận công, hàm tam phẩm triều đình, được cử vào giảng sách cho con vua, cũng nhờ vào học vấn uyên thâm. Và rồi cũng vì nghĩ đến làng quê, nghĩ đến việc học của mọi người mà cụ trích đất gây quỹ học điền. Có công lớn với dân nên được dân tôn là Nhân Quan. Tên tuổi Hoàng Giáp Thượng Thư Quỳnh Quận Công Hồ Phi Tích và những gì ông để lại là minh chứng cụ thể và sống động cho một con người vừa thành danh lẫn thành nhân với việc học ở làng Quỳnh. Gắn với công trình kiến trúc cổ đã tồn tại hàng trăm năm này, cũng là tên tuổi một người con ưu tú của làng Quỳnh Đôi, cụ Hồ Sĩ Dương. Làm đến chức tể tướng, cụ là một vị quan thanh liêm, đức độ tài cao, yêu nước thương dân. Cụ đã viết nhiều tác phẩm với nội dung và thể loại đa dạng, có giá trị. Trên lĩnh vực quân sự, tuy không làm tướng soái trực tiếp ra trận, nhưng cả 4 lần Nam Chinh Bắc Chiến của nhà vua,
cụ làm nhiệm vụ tham mưu bảy binh bố trận, góp phần cho những thắng lợi vẻ vang. Những cống hiến to lớn đó tất cả cũng phải nhờ đến việc học. Việc học á, nó tạo nên được những cái giá trị cụ thể, tạo nên một cái tâm lý, một cái phong thái của người quân đội nhé. Sống thanh bạch, giản dị, trọng đạo lý và giàu tình thương. Cụ Hồ Thị Dương đồ đến là bằng nhàn nhé, làm tham tùng, là tể tướng. Nhưng mà ông bao nhiêu đất mà vua cho gì là ông tiêu dân lập ấp là đến 5 làng ở trong huyện này á, để mà tạo nên những cái làng mới. Thế ví dụ như quân đội đây ông hiện là đến 50 mẫu ruộng cho để làm học điền, khuyến khích và học và binh điền để trợ giúp cho những người đi bộ đội. À, thế như thế. Thế là cụ Hồ Phí Định đầu làng này á, cùng đồ đến hoang giáp, làm đến bồi tùng như phó thủ tướng và có thương thứ bộ binh. Nhưng mà được tiền bao nhiêu thì ông thuê đắp một con đường đấy gần 3 cây số, mà khi ấy làm rồi ông chở 2 cây cầu rất lớn từ ở ngoài Đông Sơn, ngoài Thanh Hóa chở qua biển về đây để làm một con đường như thế. Rồi được 21 mẫu ruộng là cũng hiện cho làng bên nội, là Quỳnh Đối bên ngoài, Quỳnh Hầu làng trên. Nhà của cụ Hồ Thị Dương giàu như thế, tệ tượng như thế, và cụ Hồ Phi Tích đấy nhà thờ rất là loàng xoàng. Về thăm làng Quỳnh, không thể không ghé thăm đình làng, nơi đã chứng kiến biết bao sự kiện của làng, của xã. Đình xây theo kiểu tứ trụ mái chuông, vì kèo được chạm trổ hoa văn, cỏ cây, hoa lá. Đây là trung tâm hành chính văn hóa, nơi diễn ra mọi sinh hoạt chung của làng. Đình làng Quỳnh là di tích cách mạng trong thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, đình cũng là nơi hội họp làm việc của mặt trận Việt Minh. Được xây dựng từ năm 1850 và thiết kế sửa chữa lại vào năm 1854. Với nhiều giá trị lịch sử văn hóa, đình làng Quỳnh Đôi là di tích cấp quốc gia ở nơi vùng đất học. Cũng trên làng quê này, khu lăng mộ của nhà cách mạng tiền bối Hồ Tùng Mậu là một di tích được nhiều người biết đến. Từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, trọn cuộc đời, cụ Hồ Tùng Mậu đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Năm 1925, ông tham gia thành lập Thanh niên Cộng sản đoàn, là trợ thủ đắc lực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, ông cũng đã tham gia hội nghị sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1951, ông hy sinh khi trên đường vào Liên Khu 4 công tác. Mang trong mình những khát khao hoài bão lớn và chí cách mạng quật cường, một phần cũng bởi Hồ Tùng Mậu đã sinh ra lớn lên trong một gia đình dòng họ và quê hương Quỳnh Đôi có truyền thống khoa bảng và yêu nước. Khi nói đến Quỳnh Đôi thì trong ca dao có một câu là đô lương diệt cấm thiêu hoa, Quỳnh Đôi tơ lụa ba đời thủ khoa. Và thời nào cũng vậy thì Quỳnh Đôi luôn luôn có các cái danh sĩ và chí sĩ tiêu biểu. Trong thời kỳ đổi mới thì Quỳnh Đôi là một cái nơi mà có rất nhiều người con ưu tú quê Quỳnh Đôi đã tham gia và giữ các cái cương vị chức vụ cao của Đảng và Nhà nước. Con em Quỳnh Đôi trưởng thành, và nhất là trong thời gian hiện nay thì Quỳnh Đôi rất là quan tâm với giáo dục, phong trào khuyến học khuyến tài. Các trường học trên địa bàn Quỳnh Đôi thì đã đạt chuẩn quốc gia sớm. Ở Quỳnh Đôi nay đã có một ngôi trường mang tên nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu và nhiều ngôi trường khác khang trang bể thế. Dưới những mái trường này, con em làng Quỳnh vẫn đang tiếp nối truyền thống ông cha xưa để lập nên bao kỳ tích mới trong việc học tập, trong rèn đức luyện tài. Coi học là một nghề cần phải chú tâm rèn giũa để mai sau phục vụ quê hương đất nước. Xưa nay vẫn vậy, học luôn là chuyện hàng đầu ở làng Quỳnh. Cả làng cả xã đi đến đâu cũng nhắc nhau về việc học,
và học đã trở thành đề tài thường xuyên trong mỗi lần gặp mặt, trong mỗi cuộc chuyện trò. Trẻ học theo cách của trẻ, người lớn có cách học của người lớn. Cuộc sống phát triển hơn nên làng xã cũng đã được đầu tư nhiều cơ sở vật chất hỗ trợ cho việc học tập, nâng cao trình độ của con em. Thế hệ trẻ ra sức nỗ lực, thế hệ cha ông thì đóng góp giúp sức cho con cháu. 100% dòng họ xóm làng ở Quỳnh Đôi đều thành lập quỹ khuyến học để hỗ trợ việc học hành. Phong trào khuyến học khuyến tài ở Quỳnh Đôi được quan tâm từ sớm và phát triển mạnh. Hội khuyến học nơi đây được thành lập từ năm 1995 và có chức Trung ương hội 3 năm, trước tỉnh hội 5 năm. Trong khoảng thời gian 18 năm từ khi có hội khuyến học, con em làng Quỳnh đã có gần 500 người đậu đại học, hơn 300 người đậu cao đẳng và 12 học sinh giỏi cấp quốc gia, 12 tiến sĩ và 15 thạc sĩ. Hiện nay cái số học sinh của làng đậu đại học là cũng được gần 400 cháu từ năm 1995 đến nay là khi có hội khuyến học. Còn riêng học sinh giỏi thì và học sinh đầu các giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, rồi số học sinh giỏi huyện thì cũng là một trong những làng là đầu cao nhất ở trong huyện. Cho nên phong trào học tập là nói chung và cái hoạt động của hội khuyến học của Quỳnh Đôi nói riêng là được là tỉnh hội, huyện hội đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc nhất của tỉnh. Học tập nó có cái chiều sâu như vậy cho nên cái tác động của việc học nó đã thúc đẩy cái nền kinh tế của làng phát triển. Quỳnh Đôi hiện nay tiền khuyến học là do con em đi xa gửi về, gia đình không phải đóng góp. Tiền xây dựng nhà trường, hồ Tùng Mậu, trường xây dựng mầm non, rồi xây dựng trầm xá, xây dựng các công trình trong làng đều do con em học thành đạt mà xây dựng lên. Đó là cái kết quả của việc học, nó tạo nên cái vừa là cái nét đẹp văn hóa nhân văn của con người Quỳnh Đôi, nhưng đồng thời nó tạo nên cái kinh tế của làng. Truyền thống nối tiếp truyền thống, bao thế hệ người dân làng Quỳnh đã trưởng thành và vươn ra biển lớn từ việc học, rồi lại tiếp tục đóng góp vun đắp dựng xây cho truyền thống khoa bảng của quê hương. Học tập thực sự trở thành nghề truyền thống của ngôi làng hơn 600 năm tuổi này. Trong tâm thức của những người dân xứ Nghệ, nhắc đến Quỳnh Đôi là nhắc đến làng học. Học hành là công việc đặc biệt của người làng Quỳnh. Nhờ học mà người làng Quỳnh đã tiếp thu và truyền bá được những kiến thức cần thiết, mở mang ngành nghề, làm quan, làm thầy. Từ đó mà làng quê vượt qua đói nghèo và trở thành một làng văn hóa nổi tiếng xưa nay, đóng góp đáng kể nhân tài cho đất nước. Làng quê giàu truyền thống cách mạng, giàu truyền thống hiếu học thì người dân Quỳnh Đôi đi ra khắp mọi miền đất nước thì vẫn tự hào đối với quê hương. Cho nên từng bước và hiện nay thì đã có nhiều cái con em Quỳnh Đôi ở khắp mọi miền đất nước là hướng về cội nguồn, hướng về quê hương, đóng góp nhiều công trình phúc lợi cho địa phương cũng như là xây dựng các cái phong trào của quê hương. Và họ cũng khẳng định rằng là đi đâu cũng xứng đáng là người con của một làng Quỳnh có cái bề dày truyền thống cách mạng, làng văn hóa xã anh hùng. Ai đã về quê mẹ Quỳnh Đôi có nghe không trống học bài vang vọng. Ở làng Quỳnh không chỉ được biết đến với tiếng trống học bài hàng đêm, mà trong tiếng trống của những ngày đầu năm mới còn có tục khai bút đầu năm, một nét đẹp của vùng đất học. Tiếng trống học bài, trống khai bút và tiếng trống của lễ hội Kỳ Phúc đã góp phần làm nên những giá trị văn hóa tốt đẹp trên đất học Quỳnh Đôi. Từ thuở khai hoang mở đất lập làng đến nay, trải bao biến thiên của thời cuộc, nhưng Quỳnh Đôi vẫn luôn tràn đầy tự hào về truyền thống khoa bảng, về truyền thống cách mạng.
những yếu tố làm nên giá trị văn hóa độc đáo riêng có của một làng quê. Kể từ ngày các vị thần linh khai cơ lập làng nhờ sự phù hộ độ trì của chư vị thánh thần, nhờ phúc ấm của các vị tổ tiên, thổ Đôi Trang nay là Quỳnh Đôi Xà đã liên tục mở mang tăng tiến, nhiều dòng họ như Dương, Phan, Phạm, Cù đã cùng về đây xây dựng và phát triển quê hương Quỳnh Đôi. Lễ kỷ phúc ở làng Quỳnh Đôi được tổ chức long trọng trang nghiêm, thực hiện theo nghi lễ truyền thống thành kính, gìn giữ bảo tồn nét đẹp văn hóa trong lễ tế. Lễ rước theo thứ tự mang tính truyền thống, diễn tả được nét đẹp phong tục tập quán của quê hương, biểu dương sức mạnh cộng đồng. Nét đặc sắc của phần lễ chính là phần diễn sướng, treo và tạo chữ Quỳnh với ý nghĩa nhắc tới truyền thống hiếu học đỗ đạt và nghề làm thầy của làng Quỳnh xưa nay. Tất cả gói trọn niềm tự hào của người dân Quỳnh Đôi, người dân xứ Nghệ về một làng quê khoa bảng, như lời các sĩ phu xưa đã từng đối sánh: Bắc Hà hành thiện, hoan diễn Quỳnh Đôi.